cái logo này đó là cái cách đánh được là sao là nó như vậy, nó là cái đường ở dưới đi lên thì ngắn nhưng mà lực của nó lớn nhất. Rồi bắt đầu tôi này gọi hôm nay là thắng một đường, một đường nó mới gai sấy nè, còn nếu đeo đeo thấy là nó đã dính hoài không cứ đeo
chết đó, mình chết chậm, chết chậm, chết chậm.